Quỹ ban nhân dân quận Bình Thủy vừa họp thành viên Quỹ ban nhân dân mở rộng, sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua của quận Bình Thủy đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt trên 80% kế hoạch. Tổng thu cân đối ngân sách đạt gần 76% kế hoạch. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên 119 tỷ đồng đạt gần 79% kế hoạch. Thương mại dịch vụ tăng 300 cơ sở so với cùng kỳ. Quận đang quản lý trên 7.500 cơ sở, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quận quan tâm. Sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng thời vụ, công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm được quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các hoạt động lễ hội, các sự kiện được tổ chức đạt yêu cầu thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Trà Nóc, Bùi Hữu nghĩa hoàn thành kế hoạch cao điểm 50 ngày đêm theo yêu cầu chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.